Xin chào các bạn. Đây là video thứ 15 của mình. Và trong video thứ 15 này, chúng ta sẽ cùng học từ vựng về chủ đề thực phẩm nhé. Lebensmittel. Mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn một số cái cấu trúc để các bạn nói mà thích ăn gì hay không thích ăn gì. Và mình cũng sẽ lưu ý một số lỗi các bạn thường gặp khi sử dụng động từ mögen trong tiếng Đức. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ học từ vựng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ một chút ở phần phát âm với những chú ý về cách nhấn, tức là về trọng âm khi mà các bạn đọc một cái danh từ. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Các bạn thấy là ở đây mình cũng đã phân theo ba cột, theo giống, và mình có sử dụng màu sắc. Màu xanh là giống đực, màu đỏ là giống cái, và màu xanh là cây là giống chung, để giúp cho các bạn có thể dễ dàng nhớ được giống của những danh từ này hơn. Ngoài ra các bạn cũng nhìn thấy là mình đã đánh dấu trọng âm. Trong tiếng Đức thì chúng ta sẽ có hai ký hiệu về trọng âm. Thứ nhất là dấu gạch ngang dài, có nghĩa là nguyên âm đó các bạn phải đọc dài. Còn nếu như nó là một dấu chấm như thế này thì các bạn sẽ đọc ngắn cái âm lại. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn và các bạn chú ý cách phát âm của từng từ nhé. Lebensmittel, Lebensmittel, thực phẩm, nói chung. Der Kuchen, âm U chúng ta đọc dài, và các bạn để ý thấy âm CH ở đây, mình đọc là âm kh. CH sau A, U, U, A, U, tức là âm au, thì chúng ta sẽ đọc là kh. Der Kuchen. Tiếp theo, der Schinken, der Schinken, thịt nguội. Der Braten, der Braten. Các bạn thấy là mình đọc âm A dài, A, Braten, thịt chiên. Der Käse, der Käse, âm A umlaut, chúng ta sẽ đọc là âm E, và đây là âm A umlaut dài, các bạn sẽ đọc là der Käse. Phô mai. Der Salat, der Salat, trọng âm rơi vào chữ A cuối, chúng ta sẽ đọc art. Der Salat. Salat, rau salat. Ở đây chúng ta thấy trọng âm là một dấu chấm, chúng ta sẽ đọc âm này ngắn. Der Apfel, der Apfel. Các bạn để ý là khi mà âm A đọc ngắn thì nó sẽ giống như là chữ Á trong tiếng Việt của mình. Mình không đọc là Apfel mà mình đọc là Apfel. Der Apfel. Tiếp tục ở đây các bạn thấy chữ Y có một dấu chấm ở dưới thì chúng ta sẽ đọc dài hay đọc ngắn nhỉ? À, nếu mà là dấu chấm thì chúng ta sẽ đọc ngắn. Der Fisch, der Fisch. Tất nhiên là chúng ta không có đọc là der Fisch, bởi vì đây là âm Y ngắn. Các bạn nghe lại nhé. Der Fisch. Và âm SCH ở đây chúng ta sẽ đọc là âm sh, tức là sh mạnh. Der Fisch. Từ cuối cùng trong dãy này là der Tee, der Tee, trà. Các bạn thấy ở đây âm e, tức là hai nguyên âm lặp lại như vậy thì ta sẽ luôn luôn đọc dài e, der Tee. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang danh từ giống cái nhé. Die Suppe, die Suppe. Các bạn thấy đây âm u, dấu chấm ở đây là đọc ngắn. Tại sao đọc ngắn? Bởi vì âm u đứng trước hai phụ âm kép. Những nguyên âm đứng trước hai phụ âm kép thì các bạn sẽ đọc ngắn nó lại. Mình không đọc là Suppe mà mình đọc là Suppe, die Suppe. Die Schokolade, die Schokolade. Die Tomate, die Tomate. Die Orange,
thì không phải là gốc Đức, cho nên cách đánh dấu trọng âm là của tiếng Anh. Các bạn thấy ở đây có dấu phẩy, tức là chúng ta sẽ nhấn vào chữ orange, d-orange. D-kartoffel, d-butter, d-milch. Các bạn thấy ở đây là chữ N-C-H, âm CH ở đây mình sẽ đọc là sh, giống như chữ ich, d-milch. Trong nhóm từ vựng này, rất tiếc là chúng ta chỉ có một ví dụ với giống chung, đấy là từ das Brot, bánh mì. Các bạn thấy ở đây âm O được gạch ngang dài, tức là các bạn phải đọc dài, Brot, chứ không phải là Brot, đã, Brot. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển tới phần cấu trúc, có nghĩa là khi mà các bạn muốn nói các bạn thích ăn hoặc uống một cái đồ gì đó thì các bạn sẽ nói như thế nào. Ở đây thì mình đã ghi cho các bạn cấu trúc và các bạn chỉ việc học chỗ chấm 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 này, các bạn sẽ thay những cái danh từ mình vừa học ở phía trên vào. Cấu trúc đầu tiên, ich esse gern. Ví dụ, ich esse gern fish. Tôi thích ăn cá. Chữ gern ở đây là trạng từ và trong tiếng Đức thì người ta sẽ sử dụng trạng từ gern để diễn tả là mình thích làm một cái gì đó. Các bạn còn nhớ bài Freiheit không? Chúng ta cũng sử dụng từ gern này và trong bài này thì mình cũng sẽ sử dụng từ gern. Ich esse gern Käse. Ich esse gern Tomaten. Nếu như các bạn thích uống thì các bạn sẽ sử dụng động từ là trinken. Ich trinke gern tea. Ich trinke gern cola. Hoặc là các bạn sử dụng cấu trúc mir schmeckt immer super. Ví dụ các bạn muốn nói sô cô la luôn luôn làm cho tôi ngon miệng, các bạn sẽ nói là mir schmeckt Schokolade immer super. Hoặc là các bạn sử dụng động từ mögen đã được chia ở ngôi ich là mag, có nghĩa là tôi thích, besonders có nghĩa là đặc biệt, tức là tôi đặc biệt thích. Ví dụ các bạn đặc biệt thích ăn cam chẳng hạn, các bạn sẽ nói là ich mag Orangen besonders. Hoặc là nếu như các bạn thích ăn bánh ngọt, ich mag Kuchen besonders. Câu cuối cùng các bạn sử dụng cấu trúc là ich finde Kuchen immer lecker. Tôi thấy bánh luôn luôn rất là ngon. Lecker có nghĩa là ngon. Tôi thấy cái gì đó thì các bạn chỉ việc thay danh từ chỉ thực phẩm vào đây và các bạn đã có thể nói được là tôi thích ăn cái gì. Các bạn cũng chú ý luôn là mình không cần phải sử dụng mạo từ. Các bạn thấy từ nãy đến giờ mình chỉ việc lắp cái danh từ vào thôi và chúng ta không cần chú ý đến mạo từ của nó. Các bạn không cần phải nói der, die, das trong những mẫu câu này. Còn nếu mà các bạn không thích ăn thì sao? Chúng ta sẽ sử dụng những từ phủ định. Ví dụ như ở đây các bạn nói là gern, thì đây chúng ta sẽ nói là nicht gern. Ich esse nicht gern fish. Tôi không thích ăn cá. Ich trinke nicht gern bier. Tôi không thích uống bia. Hoặc là mir schmeckt fish nie. Cá không bao giờ làm cho tôi ngon miệng cả. Mir schmeckt Käse nicht. Tức là phô mai không làm cho tôi ngon miệng. Hoặc là các bạn có thể sử dụng động từ mögen chia ở ngôi ich là mag với phủ định kein, phủ định danh từ đứng phía sau. Và các bạn chú ý ở đây là accusative, có nghĩa là nếu như nó là danh từ giống đực thì các bạn sẽ phải nói là keinen, giống cái, keine, giống chung, kein. Cái bài accusative này chúng ta đã học rồi, các bạn có thể xem lại ở video trước nhé. Ví dụ như các bạn nói là tôi không thích ăn khoai tây, các
các bạn sẽ nói là gì nhỉ? Ich mag keine Kartoffel. Còn tôi không thích ăn rau salad. Ich mag keinen Salat. Không thích ăn cá. Ich mag keinen Fisch. Mẫu câu cuối cùng chúng ta sử dụng tính từ eklig hoặc là ekit. Eklig là kinh hoặc là ekit cũng vậy, có nghĩa là mình thấy cái gì mà rất là không ngon, mà mình không thích một tí nào thì sử dụng hai từ này. Ví dụ các bạn muốn nói là shinken chẳng hạn, thì muộn tôi thấy không ngon tí nào, rất là kinh, thì mình sẽ nói là shinken finde ich eklig oder shinken finde ich ekit. Và các bạn cũng chú ý hai từ này thì thực ra nó hơi negative nhá, không hạn chế dùng thôi. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu với các bạn xong phần từ vựng của Lebensmittel và những mẫu câu để các bạn có thể áp dụng ngay và nói là các bạn thích ăn gì hoặc không thích ăn gì. Cũng giống như những bài trước thì để giao tiếp tốt, để nói được tốt thì các bạn nên học những mẫu câu như vậy và tập luyện nhiều lần. Ví dụ bây giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn 8 mẫu câu này, các bạn sẽ có thể lẩm nhẩm nói đến khi nào mà các bạn cảm thấy nó thật sự thuộc và cảm thấy mình có thể nói một cách tự nhiên, thì các bạn có thể yên tâm là mình sẽ giao tiếp được trong trường hợp thực tế. Ngoài ra thì lúc đầu video mình cũng có nói về động từ mögen, động từ mag ở đây. Rất nhiều bạn hiểu động từ mag là giống như động từ to like trong tiếng Anh, tức là tôi thích. Thực ra thì nó đúng là như thế, nhưng mà về cách sử dụng của nó thì động từ mögen này các bạn không được dùng với một infinitive, không được dùng với một động từ nguyên thể, mà các bạn chỉ có thể dùng được với một danh từ thì nó mới có nghĩa là thích, như là I like. Còn nếu không thì các bạn sử dụng là ich mag cái gì đó mà đi với một động từ infinitive thì nó sẽ trở thành một nghĩa khác, nó có nghĩa là tôi muốn, ich will. Đấy là sự khác biệt giữa cái động từ mögen và động từ to like trong tiếng Anh. Vì thế khi mà các bạn sử dụng động từ này các bạn chú ý nhé. Nếu như các bạn muốn nói là thích thì các bạn chỉ dùng đến động từ mögen cộng với một danh từ thôi, còn các bạn đừng dùng với một cái nguyên thể. Ví dụ như các bạn nói là tôi thích kem, ich mag Eis. Tôi thích cá, ich mag Fisch. Còn nếu như các bạn nói là ich mag Fisch essen thì nó lại có nghĩa là ich will einen Fisch essen, tôi muốn ăn một con cá chẳng hạn. Vì thế các bạn chú ý khi sử dụng động từ này nhé. Bài học số 15 của chúng ta đến hôm nay là hết rồi. Mình sẽ chụp ảnh lại những mẫu câu mà mình mới hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể lưu vào máy và học dễ hơn nhé. Các bạn ghé vào trang Yêu Tiếng Đức của mình để lưu ảnh vào máy của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở bài 16 nhé. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.